Có lẽ giây phút hạnh phúc nhất của người làm cha, làm mẹ là khoảnh khắc được nhìn thấy đứa con yêu của mình chào đời. Qua bao nhiêu ngày mong đợi, cuối cùng con cũng đã đến với thế giới này và nói xin chào. Con tên là Kim Nguyễn, vừa tròn 1 tháng tuổi, là con gái ngọt ngào bé nhỏ của bố Đức Anh và mẹ Thùy Dương. Bà ngoại của bé Kim Nguyễn cũng bay từ Việt Nam sang để mừng cho bé tròn 1 tháng tuổi. Thank you.
là ông nội đáng kính của cháu Kim Nguyễn. Ông cũng là chủ một nhà hàng rất nổi tiếng tại thành phố Giessen, Cộng hòa Liên bang Đức. Thank you.
Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến bé Kim Nguyễn. Chúc cho bé hay ăn, mau lớn, mãi xinh đẹp, một đời bình an, một đời hạnh phúc.